Cái tủ để cái tivi nè. Ở đây có cái TV Sony. Còn cái này không biết, chắc cũng cái TV, mình nghĩ cái này cũng cái TV để ụp xuống. Mà cái này cái TV nè, TV cũ nè. Tại mình thấy dưới đây có mấy cái nút nè, mà người ta quăng cái này lịch sự lắm, có để lên cái đồ kéo, có bánh xe. Cái tivi cũ hồi xưa nó mập mà to. Còn biết cái trong đây, ok, cái này cái quạt gió. Mấy cái đường này ở nhà gần, ở nhà hàng xóm của mình, cho nên có đôi khi các bạn thấy quen quen. Cái quần tà lõn này nó cũng còn mới lắm, không có bị rách dưới vậy. Nó cái thùng này quần áo không à, cái cặp này cũng còn mới mới toan nè. Bởi vì có nhiều khi các bạn thấy mình lục lục thấy mấy cái đồ tốt, các bạn khó tin. Cái này không biết hiệu gì nè, nó in mờ mờ. Cái cặp này còn mới toan nè. Ô, cái này hiệu Symbol Carry, hai bên hông là nó có đồ mới to nè, cái này về giặt lại được hết á. Áo tay dài này. Tốt. Chưa mặc, áo này chưa mặc luôn nè. Tại vì mình thấy nguyên cái dàn nút này nè. Đồ tốt không à. Cái này áo thun. Cái này màng. Còn mới lắm, mình cầm mình thấy còn mới lắm. Nguyên đống quần áo đầy dưới đó.
Thỉnh thoảng mình không có thọc tay vô mình lục từng thùng rác. Lâu lâu thì mình gặp một cái thùng nào nó sạch sẽ nằm ở bên trên đó. Có nhiều khi người ta dùng cái bao đen á, người ta bỏ đồ đạc tốt ở trong đó. Ở đây người ta bỏ cái máy lạnh. Có cái xe gác này, nó đang vô nó lấy gác. Cái ghế này người ta giục tại vì nó gách ngay đây nè. Cái xe gác vô chạy vô cái đường này họ lấy gác. Cái đống gác này có cái ghế chơi game, có lo đồ ngon lắm. Cái ghế này bán gần 200 đô. Cái lý do cái người ta giục cái ghế này á, cái ghế này nó còn tốt, mềm. Cái này là mình mua cái chai xịt về đó. Mình mua cái chai xịt về mình xịt vô đây. Mình xịt vô đây rồi cái mình chùi mình giặt lại. Đó. Cái lý do mà người ta giục cái này á, là nó bị dơ ngay đây thôi. Cái này lúc xưa hai đứa con trai của mình nó mua mà giống như dạng Black Friday á, nó khuyến mãi 50% á. Ở ngoài sau lưng có lo, có dây, có nhợ rồi. Cái này còn tốt lắm, chịu khó giặt lại. Ở đây có cái vỏ kéo gì nè. Cái vỏ kéo còn tốt lắm. Nguyên cái bộ ghế sofa. Cái đường này hồi xưa họ lấy gác muộn mà dạo này họ lấy sớm. Sớm. Mấy cái này mà mình thọc cái tay vô mình dọc cái đồ đạc ở dưới gì lắm. Có cái nón này. Cái nón nhìn cũng mới lắm mà chắc người mình nghĩ người ta chê cái này màu trắng. Bút chì của cho em bé vẽ bút chì nè. Ở đây có viết cũng viết ngon không ạ. Hết mực rồi. Cái này là cái quạt gió.
chắc cái cụ điện cho điều chỉnh cho cái má cái ghế này chắc. Máy hút bụi, tranh ảnh kiến, ghế để cho em bé xích beo ở trên trên xe. Cái bức tranh này, ô cái bức tranh này mấy cái chữ này để nhắc nhở giáo dục mấy em trẻ. Mòn với cái quạt gió. Thấy cái này là cái học người ta để nó có từng học vậy đó, người ta để lên mấy cái kệ để đựng quần áo đó. Thì ở trong đây mình thấy có một số đồ người ta giục, có số đồ cái này, cái khung này họ làm thiết kế cái kiến đó, để khi mà mình lấy đồ đó mình nhìn vô mình biết cái đồ gì ở trong đó. Thì ở trong đây nè, nó có cái miếng nè, cái miếng mà mình thấy đó, các bạn thấy quần áo đồ tốt không đó. Bởi vì nhiều khi các bạn thấy mình thỉnh thoảng mình lụm về mấy cái món ngon á, các bạn không có thể nào mà tin, nói trời ơi người ta bỏ đồ gì mà tốt vậy. Nhìn mấy cái căn nhà biệt thự là biết dân giàu rồi. Ở đây có người bỏ cái lò nướng nè. Cái này cái bếp gà có cái hộc kéo nè. Cái này mấy người sắc dụng người ta tới người ta thấy người ta lấy. Ở đây có mấy cái dĩ nè, mấy cái dĩ này bằng sắt nè. Mấy cái dĩ này lụm về nhà đó. Lụm về nhà mình để lên cái mấy cái đồ nấu ở nhà, sắt nặng bằng sắt quăng gang. Ở trong đây có bốn cái dĩ, hai cái ở dưới này, hai cái trên đây, với thêm cái bựng mà để nướng đồ, đồ phụ tùng đầy đủ hết à. Còn cái này không biết cái gì mà có cái bánh xe kéo nè. Đây là cái lò nấu ga. Ở đây có dường như nó có cái nút để truyền ga vô.
gắn gác vô. Không biết cái đó là cái gì. Cái đống gác này có ba cái ghế, cái ghế già. Hai cái ghế già, còn ở trên là cái ghế ghế đẩu. Cái lý do mà người ta dục là nó bị sét gì thôi, chứ mình nghĩ nó ngồi còn được, mình nhìn nó ngồi còn được. Mình nhìn hai cái ghế này mình biết còn dùng được. Tình hình cúm Vũ Hán Corona ở Mỹ rất là nặng, cho nên mấy cái người chính trị gia như là ông Tổng thống Donald Trump hay là cái ông ứng cử viên của đảng Dân Chủ Biden đó, hủy bỏ tất cả các cái cuộc đại hội họp mặt toàn đảng đó, để giống như là đọc các bài diễn văn đồ cho cái mùa bầu cử vận động đó. Thì theo thường lệ đó là họ phải họp mặt đại hội đảng, họ phải họp mặt lại, rồi từng hội viên, từng đảng viên ra đọc những cái bài diễn văn đồ, vạch ra những cái đường lối làm sao để đưa nước Mỹ đi lên rồi vậy đó. Nhưng mà kỳ này người ta bãi bỏ, thì người ta chỉ có đọc diễn văn qua cái màn hình mà thôi. Đó thì ở đây có người bỏ cái thùng cổ nè. Cái thùng đựng đồ cổ á. Hồi xưa có chìa khóa đồ nữa nè. Mấy cái này là cái kệ sắt để đồ. Ở đây có hai cái cặp, cái này hiệu Sport, còn cái kia là hiệu Nike. Mấy cái này mình bỏ vô máy giặt được, giặt xà bông được. Ở đây cũng có cái máy vi tính đó nè. Chắc mình nghĩ cái máy này đời nó cũ rồi. Tại vì thấy cái đĩa để dưới đây nè, thường thường cái máy xịn là nó để cái, nhưng mà kệ mình. Hiệu này là hiệu Conair. Kệ mình, mình lụm về mình tháo mấy cái tháo
tháo mấy cái đồ phụ tùng ra. Wow, ở trong đây nó còn cái ấy nữa nè, cái khóa việt cạc nè, ổ há rai nè, ổ há rai còn luôn. Bóng loãng à. Cái máy này á, nếu mà nó ở đây người cũng có ấy nè, cũng có hai cái hai cái RAM memory đó. Nếu mà mình biết mình muốn tra cứu á, về mình bấm bấm cái đời của nó vô, bấm cái đời nó vô. Nhưng mà cái máy này á, lụm về á, bán rất là ngon, tháo phụ tùng ra bán. Tại thường thường mấy cái máy này nó dành cho chơi game. Nếu mà mình đi lụm á, mà nó có cái khoáp vực khạc này nè, cái GTX này nè, mà không biết cái con chip này cái loại gì mà nó xài cái ổ điện này nè, mạnh quá. Thường thường á, thường thường cái cái ổ điện của người ta, cái cánh quạt của cái con CPU nó tròn vậy nè, nó mọp xuống vậy nè, mà cái cục này nó bự quá. Mình nghĩ là cái này còn xài được. Cái này á, mình nếu mà về mình sửa nguyên cái máy này lại không có được á, nếu mình sửa được á, mình cho con của mình nó chơi game. Còn mà sửa không được á, thì mình tháo cái này ra mình bán. Mấy cái dây này nè người ta cũng mua với lắm, mấy cái người mà người ta nâng cấp chơi game á, người ta cần cần cái dây 6 với 8 pin, 6 pin với 8 pin này nè. Rồi cái cục này á, cái cục điện chơi game này nó mạnh lắm, cái power supply á. Cái này nó cái hiệu của nó là Li3G. Với lại hai cái game này nè, hai cái cục ổ nhớ memory RAM á, mình tháo ra mình bán. Rồi nhiều khi mình bán được cái motherboard nữa, cái bọt á, mình bán được cái bọt á. Dường như cái này, dường như có cái này có cái SSD luôn á, SSD luôn á. Về mình về mình bấm cái mạng này ra, cái máy này nó đời cũ lắm rồi. Mình mình bấm cái mạng ra mình chia cho cái đời. Có thể cái máy này là cái máy custom build. Custom build là người ta mua từng phần á, về rồi người ta tự người ta build. Máy này là cái máy chơi game. Ở đây có tổng cộng là 5 cách bia. 5 cách bia này bán cũng được vài đô la. Thì hồi bữa đó mình cái phóng sự gác mà ở trong từ đề mình nhặt được cái nhẫn vàng kim cương đó, thì mình có nói với
giống như mình nói trong đó có hai ba kết bia gửi đó, mình nói bán cái này chắc có khoảng 10 mấy đồng, tại vì mình đoán là ở cái chỗ mà mua ve chai á, người ta mua một cái chai này á là năm xu cho mỗi một chai, thì mình cứ nhân lên đi, mỗi một cái thùng á là nó có 24 chai đó, thì ở đây có tổng cộng 5 thùng. Mình không biết bán 5 thùng này được bao nhiêu, nhưng mà ở vật liệu xây dựng người ta thu vô á là 5 xu. Ở đây có cái lò nấu với cái máy giặt. Thường thường nếu mà bị hư là chỉ có cái máy giặt nó bị hư thôi, còn không thôi là chỉ có một cái lò nấu là nó bị hư thôi. Cái này người ta dục một cặp, mà các bạn thấy nè, cái máy giặt này nó còn mới toan nè, thấy cái nút không, bóng loáng luôn, hiệu Fish Dare. Cái máy này mua ở bên Việt Nam cũng 10 mấy triệu á, 10 mấy triệu đồng tiền Việt Nam á. Thường thường cái máy, mấy cái máy giặt của người ta đó là các bạn thấy có 1, 2, 3 hệ, mà cái này nó quá chừng hệ luôn, các bạn thấy không, nó là giặt mà loại nặng nè, nặng cân nặng ký nè, trung bình nè, vừa vừa nè. Ô, cái máy này, cái máy sấy, xin lỗi mình nói lộn các bạn, cái máy này, cái máy sấy, nó nhìn cái cửa nó tựa tựa như cái máy giặt, nhưng mà nó cái máy sấy, sấy quần áo, sấy điện á. Cái máy sấy mới toàn, không có dơ bẩn gì hết, mới toàn. Cái này á, người ta thay thôi, chứ không có hư. Cái máy này nó không có bị hư. Nếu mà nó dục rời ra đó thì có thể nó bị hư, nhưng mà cái này người ta thay. Tại vì hiện bây giờ ở bên Mỹ người ta bỏ ra 3-4 ngàn tỷ gói cứu trợ giúp cho kinh tế đó, thì trong cái thời buổi này dân chúng Mỹ người ta phát đạt dữ lắm. Tại vì mình có mấy cái người quen ở hàng xóm người Việt Nam, người ta đang kể cho mình, đang đi kiếm xe, mua một cái xe 80 ngàn. Bữa hổm mình, gia đình của mình đi chạy xe đi qua bên xuyên bang, trên đường đi thì nghe cái gia đình này kể, đi chung ở chung xe đó, nói đang tìm mua cái xe 80 ngàn. Thì những cái người này là người thân quen với mình cho nên mình biết đó, thì mình biết vì cái lý do là cái gói cứu trợ. Bởi vì sao mà các bạn thấy vàng bạc nó lên giá, đối với nhiều người thì người ta không hiểu, nhưng mà đối với mình á, mà mình cũng không có tài giỏi gì nữa, nhờ mình sống có cái kinh nghiệm thôi các bạn, đối với nhiều người, người ta không hiểu tại sao cái giá vàng nó đang lên cao, là bởi vì là ở nước Mỹ từ hồi đầu mùa tới bây giờ đó là người ta đã in ra trên 3.000 tỷ đô la rồi. Ở trên thế giới đồ này nọ nữa, người ta in nước Úc nè, châu Âu đồ, kể cả Việt Nam nữa, coi như nước nào cũng in tiền đó, thì cái đồng tiền nó sẽ mất giá. Giống như mình vừa nói, không phải là mình tài ba mình giỏi,
Mới ngày hôm qua mình đi mua bánh mì. Thì thường thường như các bạn ở sống ở Boston, ở đất Mỹ, các bạn biết bánh mì cao lắm là 4 đô la một ổ, 5 đô la một ổ. Thì mới ngày hôm qua, ngày hôm qua là ngày 14 tây tháng 8 năm 2020, thì mình đi vô mình mua ở bánh mì ngay cái chỗ mà thường lệ mình đi mua cà phê sáng đó. Ở cái quầy bánh mì á, họ treo một cái bảng giá là họ sẽ tăng ngày 14 tây tháng 8 năm 2020. Họ tăng cái giá ở bánh mì lên từ 5 đồng, cách nay mấy hôm họ tăng lên là cái giá bánh mì mỗi một ổ là 6 đô la. Đó, thì mình mới chọc nói giỡn với cái chị làm bánh mì đó. Mình nói wow, bánh mì lên giá rồi hả chị? Thì chị nói đó, chị viết cái chữ đó em. Nhưng mà mình biết mình, cái phản ứng mình cũng bình thường thôi. Tại vì mình đã, khi mà chính phủ in ra tiền là mình đã đón rồi. Đó thì mấy cái gác đó là người ta dục đó. Nói chung thì gác á, so với ngày xưa á, thì gác chất lượng á, nó so với hồi năm rồi á, thì nó không có bằng, mà người ta dục ít hơn. Là do tại vì cái tình hình đó các bạn. Đó thì ở bánh mì tăng lên ở đường đo Chester của mình. Nếu các bạn đi mua bánh mì bất cứ tiệm nào ở bánh mì cho tới thời điểm này á, hiện bây giờ mình thực hiện cái clip này là vào ngày 15 tây tháng 8 năm 2020. Thì nếu mà các bạn nào mà sống ở Boston mà đi mua bánh mì á, tất cả các quán bánh mì, ổ bánh mì hiện bây giờ là 6 đô la cho mỗi ổ. Thì cái lúc mà mình thấy cái giá tiền nó tăng lên vậy đó thì mình cũng đã đoán được rồi. Tại vì cái kinh nghiệm sống của mình đã trải qua từ cái thời mà ông Bush cha in tiền. Mình nhớ cái thời đó mình đang ngồi nhậu với một cái đám bạn. Không phải là đám bạn nhưng mà nói chung là cũng có mấy cái người lớn tuổi, cũng có ba vợ của mình, cũng có một số trẻ đồ vậy đó. Mình ngồi thì lúc đó đó ông mình nhớ là Bush con nhiệm kỳ đầu tiên vào khoảng năm 2000, mình nhớ mình ngồi nhậu. Thì lúc đó đó cái nhà, những cái căn nhà ở Boston, cái vùng đọt như thế này nè, nhà ba năm đó là năm 2000, căn nhà như thế này á, ba tầng á, thì ở bên Mỹ nó gọi là tuy family á, có nhiều người gọi là ba lầu, tại vì nó là ba cái lầu đó, nhà gỗ giống như nè, ở vùng đọt. Thì lúc đó mình ngồi nhậu thì cái giá nhà lúc đó 75-80 ngàn, cao lắm là 90 ngàn cho một cái căn nhà ba lầu. Cái lý do mình biết đó là tại vì cái người quen của mình thuê cái căn nhà đó đó, thì cái bà chủ đó bà bị làm ăn như thế nào đó, bà muốn bán cái căn đó, thì bà có đi hỏi mấy cái người thuê đó có ai có khả năng mua. Thì mình biết người ta kể là cái người thuê cái căn nhà đó đó, người ta nói người chủ muốn bán 90 ngàn. Ngay cái thời điểm đó đó là đang ông Bút con ông đang tung ra một cái gói cứu trợ, tại vì năm đó là nó dính vào cái năm kinh tế Mỹ nó bị suy trầm đó. Thì bắt đầu khoảng chừng độ năm hai năm sau là nhà nó lên 300 ngàn, cách 2 năm, 300, từ 90 ngàn 2 năm sau nó lên 300 ngàn. Đối với mình á, thì đó là cái tiếng Việt Nam gọi là lạm phát, còn đối với mình đó thì trong cái tiếng Mỹ đó là inflation. Thì mình nghĩ nó bình thường. Cho nên các bạn để ý á, khoảng chừng vào năm 2022-2023 đó thì cái giá nhà ở bên Mỹ nó sẽ lên, mà nó không phải là nó lên, nó tăng để nó cân bằng với cái giá trị thật của nó. Có nghĩa là thí dụ như bây giờ một căn nhà, hiện bây giờ mình là đang năm 2020, cùng một cái căn nhà y chang như vậy á, là 500 ngàn đô la Mỹ cho mỗi một căn. Mình nói mình lấy cái ví dụ là một cái chuẩn,
Thì các bạn nên nhớ vào năm 2023 đó là nó sẽ lên 600.000, 700.000 cùng một cái căn nhà đó đó. Nhưng mà nó không có lên, các bạn đừng hiểu lầm. Chẳng qua đó, các bạn thấy cái giá nó cao. Cái giá nó cao là nó vì người ta in tiền ra thì mất giá. Các bạn cứ hình dung đi, hiện bây giờ mình đang có 10 tờ tiền lưu thông. Cái chuyện này thì đứa con nít ai cũng biết, nhưng mà mình muốn chỉ có nhắc nhở thôi. Hiểu không? Bây giờ nè, ở trên nước Mỹ nè, nó đang có 10 tờ tiền giấy, nó đang lưu thông có 10 tờ. Mình lấy 10 tờ ra mình làm cái chuẩn. Bỗng dưng bây giờ ông Donald Trump, tổng thống Trump, ông tung ra 3.000 tỷ đô la. Cái tiền in á, nó đổ ra thêm trên cái thị trường nữa. Đó, các bạn thấy tại sao mà mấy hôm nay các bạn thấy không? Tự nhiên giá vàng trong vòng 3 tuần lễ mà từ 1.500 đô la mà nó lên trên 2.000, lên trên 2.000 đô la cho mỗi một lượng vàng. Là bởi vì mấy cái người đầu tư đó là người ta nhà nghề. Các bạn biết không, người ta nhìn ra phía trước được. Giống như mình đang diễn tả cho các bạn cái giá nhà 500.000 đô la cho mỗi một căn. Vào cái thời điểm hiện bây giờ mình đang thực hiện cái clip này là năm 2020, phải không? Đó, cho đến 2 năm sau, cùng một cái căn nhà đó nó sẽ lên 600.000, 700.000. Nhưng mà các bạn cứ đi vòng vòng, các bạn nói wow, giá nhà lên. Thật sự nó không có lên. Cái giá trị cái đồng tiền nó y chang như vậy đó. Tại vì ngày xưa mình mới đặt chân vô Mỹ 30 mấy năm về trước, mình đi mua một cái con tem, dán tem gửi thư về cho gia đình của mình á, có 10 mấy xu à. Hiện bây giờ á là 60 mấy xu. Lúc đó mình qua đây á, đổ á 4 lít xăng, ở bên Mỹ nó gọi là 1 gallon á, có 45 xu à. Mình nói mấy các bạn nào mà mới định cư qua bên California mà hiện tại bây giờ mà 1 lít xăng, 4 lít xăng á, ở bên Mỹ á, đổ một lần 4 lít chứ không phải 1 lít, 4 lít xăng á, ở bên Mỹ á, ở bên Cali hiện bây giờ 4-5 đô. Các bạn nghe mình nói hồi đó tôi qua Mỹ tôi đổ xăng có 45 xu. Các bạn cảm thấy là khó tin. Nhưng mà thật sự nó là như vậy. Đó, cho nên xong rồi cái mình mua cái ổ bánh mì đó. Tại vì thường thường nhà của mình cách 2-3 ngày á, là mình đi ra đường mình mua đồ ăn về để ăn tối đồ hay là ăn trưa đồ vậy đó. Thì ngoài cái chuyện mà mình đi vô cái tiệm Việt Nam mình đi mua bánh mì đó, thì cách nay 3 hôm mình với bà xã của mình có đi tới cái quầy cái tiệm gà gán KFC đó. Gà gán mà có cái hình ông già đó, KFC đó. Thường thường á, đi vô á, các bạn thấy họ có cái thùng vậy nè, mua 12 miếng gà gán á. Hồi lúc trước họ bán có 20 mấy đô à. Bây giờ họ in cái chữ chặn dặn ra 34 đồng 99 xu. Nếu mà những ai mà lâu lâu mà đi vô mà mua thì sẽ không có biết cái giá cả. Còn đối với mình á, là hàng tuần, hàng tháng mình cứ đi vô tiệm nào cũng vậy, mình qua mát siêu thị mình đi vô mình mua. Cho nên những cái người mà đi siêu thị, đi shopping thường xuyên như mình á thì biết được cái giá cả, nắm được cái giá cả. Đó thì mình có ra mình kể cho bà xã của mình nghe. Thì mình cũng có nói là tại vì người ta in tiền nhiều quá cho nên đâm ra nó bị mất giá. Đó, nó bị mất giá chứ không có gì hết đó. Đó thì ngày xưa cái gà gán mà 12 miếng gà gán đó, trong một cái thùng tròn, thùng giấy đó, họ bán nguyên một thùng, bỏ cái thùng vô trong đó 12 miếng gà gán đó, họ bán có 25 đồng à. Mà bây giờ họ tăng lên giá là 30 mấy đô la. Đó thì trong cái gói cứu trợ này có kẻ thắng người thua. Mình có mấy người quen rất là lên hương, các bạn rất là lên hương. Bây giờ người ta đang dư tiền để đi mua xe mới đâu vậy đó. Cho nên mình thấy những cái đồ gác này nè, người ta